Hôm trước em làm cái clip bác Hồ con Pet Vita ấy, mà em mua hơn con đơn có tầm 2 triệu, tầm 2 triệu 128 ký ấy, mà em có nói là em sẽ tìm một cái Pet P để em mua. Thì rất là nhanh, em có lên em mặc cả và em tìm được. Giá có 600 bạc. Đó, giá có 600 thôi mà hiện tại bây giờ đang tù mù đây. Đây các bác này, đang tù mù đây bởi vì thực sự là em mua và em có mặc cả, em có thương lượng với người bán là người ta ship, thì em có bảo là em được bóc để kiểm tra, nhưng hôm nay em sơ ý em đi chơi, thế nên em về thì đi em mới nhận cho luôn rồi. Đi em nó nhận cho luôn và nó tra thấy bóc để kiểm tra như thế này. Đó, tiền đâu thanh toán xong hết rồi, nó nhận được hàng thanh toán rồi, có 600. Thế là thanh toán xong rồi mà bây giờ không biết là bóc bên trong sẽ là cái gì. Đó, thôi các bác nhá. Đây, hộp thì nguyên đai như này. Đó, cái clip này có vấn đề thì tôi kiện cái ông bán đi em. Đó, cái hộp thì nguyên đai như này. Đó, vẫn còn băng dính vào như này, em đã bóc này. Đây, gửi bằng bên giao hàng tiết kiệm này. Đó, đầy đủ phụ kiện. Và thế bảo là có thể nhớ đầy đủ. Và đây là PSP 3000 luôn nhé. Mà giá có 600 bạc. Đấy, nghe thấy giá là rẻ rồi. Trên mạng các vị toàn bán hơn triệu triệu rưỡi rồi, bây giờ mua quá nửa đó. Cái gì đây? Thì cái đây là sao, là cái gì này? Củ sạc thì vậy, đúng rồi, củ sạc đang hoan. Đây là củ sạc này, củ sạc này, củ sạc, củ sạc, củ sạc lỏm thôi. Củ sạc này cầm nó nhãn, không phải củ đặc xịn rồi đó. Củ sạc này, củ sạc lỏm thôi. Đây, máy này. Ồ, có máy thật nha. Không có gì đâu. Ồ, hết rồi. Đó. Máy này, màu trắng. Nhìn thấy màu trắng rồi. Gói nó cẩn thận luôn, người bán người ta cũng quan tâm hết. Đó, thế này không bị lừa rồi. Nhưng quan trọng là máy có chạy không thôi. Có thấy là người bán người ta quan tâm rồi. Người ta gói cực kỳ là cẩn thận luôn. 600 bạc. Các bác nào mà không hỏi em lừng linh ở đâu thì em chịu nhé, bởi vì này nên em mua theo cái sự gọi là cái khả năng mặc cả của mình thôi, cái khả năng thương lượng của mình thôi, và người bán người ta cần bán, người ta bảo là người ta không cần dùng đến để phí này. Thì mình bảo thôi để cho em làm clip, người ta bán rẻ cho em luôn. Giá người ta đang ở trên mạng đâu có 800 mà. 800 là rẻ rồi. Người ta gói cả đợt này mà. À, đây mua được khá là rẻ, khá ưng. Ok, không mới lắm. Ok, cái lắp lưng này không phải lắp lưng của nó này. Lắp lưng này hình như là có con 2000 hay sao ấy. Nó chỉ khác một thế thôi. Đó, không được mới lắm nhưng mà cũng gọi là tạm được. À, con giá mạc này, bắt đây này. Gọi là không mới lắm nhưng mà cũng gọi là ok, tạm được. À, mặt còn đẹp phết. Mặt còn đẹp phết. Đó. Không lên nhá, không lên này. À, có thể nhớ là thôi, thể nhớ 32 ghi đồng hoàng này. Đó, thể nhớ 32 ghi sát đích xịn luôn. Đó. Hiện tại giờ không lên. Pin đây, pin lỏm, không phải pin xịn. Pin này là không phải pin xịn. Đó. Anh này chắc là tháo rồi, bởi vì mất tem void đây, đang dán tem bảo hành. Mà chả biết bảo hành của bên nào. 3006. Sản phẩm 3006 là sản phẩm đời mới nhất. Đời mới nhất là đời cuối cùng của sản phẩm PP 3000. Sau đó đến E-Slim. Đến câu đến E-Slim. Sản phẩm này nó 3006 này. Đó. Đấy, đúng tem 3006 đây. Chuẩn hai bên này. Có cái này hơi khác một tí này. Lắp hơi khác một tí này. Hơi cũ. Không sao bởi vì mua rẻ mà. Không quan trọng được này. Cắm thử này. Cắm thử ra. Nó lên hay không, nó mua chết nó hơi phí. Đây, cắm nhanh cái sạc này. Đây rồi. Đèn vàng là đèn sạc pin này. Lên rồi, lên rồi.
Không thể nhớ được như vậy. Chạy lên rồi các bác nhá. Ô lại tắt rồi, hình như là hết pin rồi. Bỏ pin ra đây, này không có lắp pin cũng dùng được. Pin thì có vẻ như hơi bị phòng một tí này. Đó, pin có vẻ hơi bị phòng một tí này. Đó. Rồi. Đây cài rất là nhiều game đây. À có giả lập của Game Boy, giả lập của SNES này. Hốt của vua này. Giả lập của NES này. Fantasy này. Hốt của vua tiếp này. À Fantasy này, PS1 này. Ờ cài rất là nhiều game luôn rồi. Có vẻ toàn game khủng rồi. Sát thủ này, Tenchu. Em chơi khá hay này, giết hơi phải tàn bạo một tí nhưng mà khá hay. Đâm thẳng vào cổ đấy. Đó, em có chơi game đấy. Đây game của PS1 này. Prince of Persia này. Đây. Fantasy này. Ờ à, đây game Tenchu PS1 này. Có vẻ là các anh bạn này trước khá là thích cái game Tenchu đấy. Đó. Rất là nhiều game nhá. Ok rồi đấy. Không có pin thì chắc là lâu không dùng. Hơi chở một tí. Đó. Đó là sao cái này. Cảm ơn rồi. Đây, các nó bấm này khá ok này. Các nó bấm được khá tốt nhé. Đó, âm thanh tốt này. Đó, các bạn nghe không? Chơi thử cái game thế nào nhé. Chơi thử game God of War thế này. Rẻ 600.000. Đó, em nói lại lần nữa là nếu bác nào mà mua cái máy này muốn hỏi link ở đâu thì em chịu nhé. Cái này do em mặc cả thôi. Đó, em có mặc cả người bán và các bác cứ tham gia cộng đồng mà hội máy PS, máy Nintendo Switch các thứ ấy thì đa phần là mọi người mua cũng hay bán. Thì thêm bạn nào mà bạn bán cá nhân bạn ấy, chứ còn cửa hàng ấy khi người ta giảm giá lắm, cá nhân bạn thì cứ mặc cả thôi, là có người người ta giảm thôi các bác nhé. Đây game có đồ vua là có cả tiếng Việt luôn này. Đó. Nó rất nhanh. Đây PSP 3000 thì được biết đến là màn hình đẹp hơn. Có mic ở dưới này. Và nhẹ hơn, mỏng hơn. Đó. Em thấy nó không khác biệt là cái 2000 là mấy, màn hình chỉ đẹp hơn một chút thôi. Đó, chứ không khác cái 2000 là mấy. Chắc là quên chơi nhiều cái game mà cái gì à? Cái máy chơi nhiều cái máy Vita quên mất là cứ tưởng có cái analog ở đây. không có ạ. Chơi cái Vita và chơi cái Nintendo Switch ấy, thì nó có thêm cái analog ở đây để mình di chuyển bối cảnh ấy. Quên mất tay cái gì ở đây. Nhà quê quá. Cái này chỉ có một analog một bên, analog không trôi luôn. Analog rất ngon. Nhưng mà cái này sợ nhất là analog trôi thì thế cái 1000 và cái 2000 ấy là lốc này nó dùng tiếp điểm hay bị trôi, cái 3000 thì nó kết nối nó không bị trôi. À, phụ đề tiếng Việt luôn này. Đó. Các bạn thấy không? Âm thanh nó hết cỡ rồi, hơi bé không phải to lắm. Đâu rồi, chúng mày đâu? Chúng mày vừa đứng ở đâu? Dám đánh nhau với tao không? À đây à?
Xé bụng luôn. À, lại còn nữa à? Lại còn nữa à? Đó. Một cái game PSP này ấy, thì nó nặng là tổng khoảng 1 GB. Thế nên là khi các bác mua PSP và thẻ như 3 GB này ấy, thì nó chỉ lưu được khoảng 30 game thôi nhé. Nhiều cái game còn hơn ghi cơ, như game này mình nghĩ chắc còn hơn ghi cơ. Đó. Ok, xem giá lập của nó như này. À, phát ảnh chỉ vấn cái này xong rất là nhanh, rất là nhạy. Đó, thử xem một số game giả lập xem như nào nhé. Đây, chơi game của PS1 đi nhỉ. Và lấy game PS1 xem này. Đây, game PS1 thì nó sẽ mệt hình thị biểu tượng như này này. Đó. Đấy. Cái này là game tuổi thơ của những anh em mà 8X, 9X ấy. Đó, anh em về sau bây giờ chỉ biết chơi máy điện thoại thôi. Chứ còn những cái game này chắc anh em không thích đâu. Nhưng mà anh em 89 ngày xưa là gọi là tuổi thơ rất là dữ dội luôn. Thế là những cái game này sẽ ngày xưa thường xuyên ngồi quán chỗ bố mẹ là chơi. Thì anh em hiểu được cái cảm giác là bây giờ muốn chơi lại cái game này như thế nào. Chứ còn một số anh em mà thế hệ về sau, thế hệ 2000 thì không biết cái việc đấy, đúng không? Thế 2000 thì không thể biết được những cái game này được. Đây. Có những game mà đi vào gọi là huyền thoại, có cả tên tiếng Việt. Đó. Đấy, game PS1 thì đồ họa nó không đẹp. Và tất nhiên chơi sẽ thiếu phím rồi, bởi vì máy PSP này chỉ có L và R thôi chứ không có L1, L2. R1, R2. Nó chỉ có 1 thôi, để chơi kiểu gì sẽ thiếu phím rồi. Đó, nhưng mà các đồ họa nó thì thực sự là ngày xưa nó không được đẹp. So với game mà mobile bây giờ ấy, thì nó gọi là một trời một vực luôn. Game mobile bây giờ chơi được online. Nhưng mà đây là tuổi thơ rồi, tuổi thơ của nhiều anh em mà. Thế nên là chơi là vì nhớ lại thôi, chứ không phải là chơi là vì giải trí nữa, mà chơi là nhớ lại quãng thời gian ngày xưa thôi, đúng không? Đó, PS1 như thế này. Đây là một số game ấy. Cái này nó giả lập được máy PSP này là một trong bây giờ một trong máy cầm tay mà xứng đáng nhất để chúng ta sử dụng, bởi vì là nó chơi được những cái game giả lập như là PS1 rồi cả Game Boy các thứ. Chứ bây giờ chúng ta bỏ tiền là chúng ta mua giống như mình đang review cái máy Q90 hay là cái máy X7 là máy ở Trung Quốc ấy, chơi game không thể bằng cái máy được, bởi vì sản phẩm này nó chơi được cả game, nó chơi rất là mượt mà đó, và chơi được cả game PSP nữa. Game PSP là ngay cả trên cái máy mà mình mua 2 triệu mấy cái máy gì à, cái máy retro ấy, super retro trên Android ấy, chơi không còn bằng cái máy này, thực sự là như vậy đó. Thế là anh em mà muốn quay lại tuổi thơ, anh em có thể mua PSP. PS Vita thì nó thật với anh em là chơi game PS Vita không hay, mình vẫn phải chơi giả lập PSP trên máy đấy thôi. Và chơi PS Vita chứ game ăn chắc một là thôi, chứ còn cái ăn chắc, game ăn chắc thôi, chứ còn game ấy thì không hay. Đây, đây là Game Boy, mình thích chơi game này nhất này. Game Boy thì chơi game này. Đó, mình thấy mà anh có cốt rồi. À. Đó, giả lập Game Boy rất là mượt mà, cái máy này nó giả lập máy chơi game đời thấp hơn của nó rất là mượt mà luôn. Chơi còn ngon hơn, thậm chí ngon hơn máy Game Boy xịn đấy. Thế là thật anh em như vậy. Đó. Còn bà chưa? Game Boy chỉ có 2 nút A và B thôi mà. Đó. Màn hình đẹp hơn Game Boy, chắc chắn là đẹp hơn Game Boy rồi. Tỷ lệ khung hình của 16:9. Game Boy là vuông vuông. Có vào cái gì? À. Anh em nào có Game Boy chắc hẳn sẽ biết cái game này. Ngày xưa mua một băng mất 80.000. Một băng mua mất 80.000, hồi mình còn học cấp 3. Cái đây khoảng mười mấy năm, 14 năm. Một cái game mua mất 80.000. Đấy, và bây giờ copy miễn phí mà chơi thôi. Đó. Đây, cái máy này là cái máy đã được hack, quên mất mình phải nói là cái máy đã được hack nhé. Thế chúng ta phải chơi game được như thế này. Còn cái máy không hack thì chúng ta sẽ không chơi được những cái này đâu. Đó. Đây, cho anh em xem. Hack hiện tại bây giờ của PSP ấy, thì là bản hack bản mới nhất. Nó sẽ phải là 6.61 thì chúng ta mới chơi được hết tất cả các game của hệ PSP. Ví dụ như là PS mới chẳng hạn, thì mình sẽ có PS mới và mình chơi PS 2021 ấy. Mà do anh em cộng đồng phát triển ấy.
Còn nếu mà hack trên bản 5 chấm ấy thì chúng ta sẽ không chơi được những game như thế. Đấy nha, để xem bên bản này, đây đó, hack bản mới nhất là 6.6.1 này, là hack bản mới nhất luôn. Để xem có bị được hack chưa ấy, thì nó sẽ tên ở đây 1, 2 là chúng ta ấn nút select này. Nó sẽ lên cái biểu tượng là lên cái menu như này. Thì máy là hack hoàn toàn nhé, thì mới chơi được. Đó, giả lập được NES này, SNES này, Super Nintendo N64 này, Game Boy này, Game Boy Advance này, nó sẽ giả lập được những game đấy luôn. Đó, đơn giản như vậy thôi. Còn nếu mà khi mà máy không được hack ấy, thì bắt buộc là chúng ta phải chơi bằng đĩa. Chơi bằng đĩa UMD ấy, thì lắp vào đây này. Đây là ngày xưa mình có một con PSP 2000, thế là mình vẫn còn cái đĩa đấy. Đây cái đĩa của nó như này, thì một cái đĩa này ngày xưa bán mấy trăm nghìn một cái đấy, bây giờ có mua rẻ thì 50, 100 một cái đó. Thì cho cái đĩa này vào đây và lắp vào chơi đó, thì nó sẽ đọc đĩa này, đang đọc này. Đây không biết con này còn đọc được đĩa không, chức năng đọc đĩa của nó không quan trọng nữa, bây giờ nó lâu lắm rồi, nhiều khi người ta chả dùng đến và không đọc nó chả xa rồi. Mình nói thật anh em là như vậy, hình như là không đọc vào đĩa rồi, hoặc cái đĩa này hỏng, mà có thể là máy này không đọc vào đĩa nữa, nhưng không quan trọng đúng không? Quan trọng là mình mua được cái máy này với giá có 600.000 đó anh em, thấy không? Anh em nào mà thấy hứng thú thì có thể comment được video nhá, thấy clip này hay thì chia sẻ mọi người xem. Hôm nay mình chỉ làm đơn giản là giới thiệu cái máy PSP mua 600.000 như vậy thôi. Các anh em xem clip nha, chào tạm biệt anh em.